Xin được chào mừng quý vị các bạn đến với kênh truyền hình ô tô BKTV. Và đây là chuyên mục xe ô tô đã qua sử dụng. Trong chuyên mục ngày hôm nay tôi xin phép được giới thiệu đến quý vị và các bạn một siêu phẩm được một bác sĩ, phó giáo sư, tiến sĩ và giám đốc một bệnh viện lớn của thành phố Hà Nội gửi gắm đến người tiêu dùng để có thể sở hữu mẫu xe này. Chiếc xe này đã đi cùng ông qua rất nhiều năm tháng và đã giúp ông thăng tiến rất nhiều trong sự nghiệp. Hiện tại thì mẫu xe này nếu mà như quý các bạn có thể nhìn xa và nhìn qua thì có thể không thể biết được đây chính là xe gì. Nếu toàn nhìn thì quý các bạn có thể để ý đây chính là mẫu xe S350. Đấy, nhìn từ cả phần đèn trước, cụm đèn sau và la răng thì rất giống với cái mẫu xe S500. Tuy nhiên thì đây chính là mẫu xe S350 mà được độ lên hay còn gọi là lắp thêm phụ kiện, lắp thêm rất nhiều những phụ kiện trang bị và nó gần như giống với mẫu xe S500. Vậy thì mẫu xe S350 này có gì hay và sản xuất năm bao nhiêu? Thì tôi cũng chia sẻ đến quý vị các bạn thì mẫu xe này là sản xuất năm 2008, đăng ký 2009. Thì trong video clip ngày hôm nay sẽ có 3 phần chính. Phần thứ nhất là sẽ giới thiệu về cái mẫu xe này. Phần thứ hai thì sẽ đánh giá về chất lượng cụ thể ra sao. Và phần thứ ba thì sẽ trao đổi đến quý vị các bạn cái giá mong muốn của một vị bác sĩ đáng kính. Và chúng ta sẽ đến với phần thứ hai, tức là đánh giá về chất lượng của nó. Thì chúng ta có thể thấy cái mẫu xe này gần như là còn rất là nguyên bản, kể cả khi mà được gửi gắm lại showroom xe cũ thì cũng không làm lại, cũng như là không rửa lại máy và vệ sinh lại thân vỏ cũng như là nội thất. Nhưng chúng ta cũng có thể nhìn qua và kiểm tra được chi tiết liên quan đến những cái chi tiết rằng đầu, chi tiết xi tay xe hai bên, rồi động cơ và rằng đầu phía bên trái cũng như là nó có bô. Đấy, chúng ta thấy gần như là vẫn còn rất là nguyên bản. Đấy, cái mẫu xe này thì khi mà đã về được đến showroom của Tấn Kiệt Auto thì đã được Tấn Kiệt cam kết là xe không bị đâm đụng bổ máy cũng như là không bị tai nạn ở khu vực phía bên tay trái cũng như phía bên tay phải hoặc là khu vực phía đằng trước. Lúc nào thì toàn bộ khu vực thân vỏ và động cơ thì đều sẽ được Tấn Kiệt Auto cam kết là không bị đâm đụng, va quệt hay tai nạn. Chúng ta có thể thấy cái mẫu S350 này thì có cái đèn pha cũng như là cái la răng thì rất giống với cái mẫu Mercedes S500 sản xuất năm 2010. Đấy, kể cả mặt ca lăng phía trước này, đèn pha, rồi những cái chi tiết đèn gầm, rồi nẹp mạ chrome ở khu vực phía trước này, hoặc la răng hay còn là mâm xe đều được thiết kế giống như cái mẫu xe của Mercedes S500 2010. Hay nói khác là mẫu xe này là xe độ lên. Chúng ta có thể ngắm nhìn khu vực cửa để có thể biết được này, cái chất lượng của nó ra sao. Các bạn có thể thấy ạ, chi tiết ốp gỗ này, rồi những chi tiết mạ hàn đính này, rồi keo chỉ này vẫn còn rất là nguyên zin. Xe này thì cũng chia sẻ lại với quý vị các bạn thì đó chính là cái mẫu xe này được tháp tùng một vị bác sĩ đáng kính, một vị phó sư tiến sĩ và bây giờ đang làm giám đốc một bệnh viện lớn tại thủ đô Hà Nội. Chúng ta sẽ đến với khu vực cốp sau. Thì quý vị các bạn có thể để ý nhìn thấy và toàn bộ khu vực cái nắp cốp sau này gần như còn nguyên như mới, mặc dù sau đến hàng chục năm sử dụng, đúng không ạ? Các bạn có thể thấy ạ, rất nhiều rồi thảm sàn 6D này, thảm sàn 6D còn nguyên như mới. Các bạn có thể để ý ạ, đây ngay cả cái lót cốp hay là gọi là lót khoang hành lý này thì vẫn còn rất là mới nè, rất là như mới. Lốp dự phòng các bạn nhé, khoang lốp dự phòng này thiết kế thì vô cùng chắc chắn, gần như là như mới. Sau hàng chục năm sử dụng thì vẫn còn rất là như mới. S350 các bạn có thể để thấy ạ, cửa sau bên trái, cửa sau bên trái thì những chi tiết ví dụ như là keo chỉ, chi tiết ốp gỗ, bọc da hoàn toàn là gần như là như mới. Xe này cực kỳ được giữ gìn. Đây ạ, cửa trước bên lái thì chúng ta cũng thế. Các bạn có thể quan tâm, quan sát cái keo chỉ phía trên, phía dưới, rồi chi tiết ô gỗ, cửa, chi tiết bọc da đây. Ghế lái chúng ta cũng có thể ngắm nhìn ạ. Chi tiết bọc da thì rất là tinh tế, đương nhiên rồi. Toàn bộ vô lăng lái đây, được thiết kế với 4 chấu thể thao ốp gỗ thương hiệu Mercedes. Đây ạ, vô lăng lái ốp gỗ ở khu vực cửa trước, rồi vô lăng lái ốp gỗ ở khu vực mặt táp lô này, đồng hồ cơ này, các chi tiết điều chỉnh này, hộp cần số này, trên vô lăng này. Các bạn có thể vào quan sát và trải nghiệm một số những tính năng rất là đặc biệt trên mẫu xe S350 đã độ được lên S500 nhé. Các bạn có thể thấy là màn hình có thể dao động được nhé, và có thể điều chỉnh được cái góc chiếu ạ. Có thể nghiêng về khu vực bên người ngồi bên phụ để có thể quan sát dễ dàng hơn, hoặc nghiêng về phía trung tâm. Đấy. Bên cạnh đó thì chúng ta có cả nâng hạ gầm ạ. Nâng hạ gầm đây. Rồi chúng ta sẽ đến có cả cân bằng điện tử ạ. Cân bằng điện tử đã được trang bị hết rồi. Hệ thống điều hòa, thì được thiết kế 2 vòng lập với rất nhiều những cái chi tiết mạ chrome này, tạo ra cảm giác vô cùng sang trọng. Ghế đấy ạ. Điều chỉnh ghế đây. Nghe gọi điện thoại đây, như từ những năm 2009 là những cái nút phím này, nghe gọi điện thoại đã được thiết lập ở ngay trên cái tay nắm hay bệ tì tay phía trước à. Hệ thống đèn đương nhiên rồi, Mercedes cơ mà, đúng không ạ? Chúng ta sẽ quan sát sâu hơn một chút. Ở phía trên này thì có cửa sổ trời toàn cảnh, không phải toàn cảnh nhưng mà nó là cửa sổ trời. Và điều đặc biệt hơn nữa thì chúng ta sẽ quan sát hàng ghế thứ hai. Thì hàng ghế thứ hai thì đúng là dành cho những doanh nhân, dành cho những ông chủ và dành cho những người nổi tiếng để sử dụng, đúng không ạ? Cái thiết kế của hàng ghế thứ hai thì vô cùng thoải mái. Mercedes S350 được thiết kế thì vô cùng sang trọng, có chức năng điều chỉnh ghế, trượt ngả ghế phía hàng ghế phía đằng sau, khay đựng đồ đây. Rồi, cả hai ghế ở hàng ghế phía sau đều được thiết kế chỉnh điện và trượt ngả điện nhé. Ở phía sau này chúng ta có thể điều chỉnh được cái hàng ghế phía trước, đúng không ạ? Hàng ghế phía trước để tạo ra không gian rộng rãi hơn, để chúng ta có cái góc nhìn cũng như là có cái không gian thoải mái hơn để chúng ta ngồi ạ. Ok, rồi cửa gió điều hòa hàng ghế thứ hai cũng là một trong những tiện ích để cho các bạn có thể trải nghiệm ạ, và tạo ra cái không gian làm mát tốt hơn. Thời điểm đó thì đã có những cái chức năng rất hiện đại liên quan đến hệ thống ghế lái, rồi hệ thống ghế ngồi bên phụ, bao gồm hệ thống chức năng chỉnh điện ghế lên đến 12 hướng, và được trang bị chức năng nhớ ghế lên đến 3 vị trí. Mercedes thực sự là một thương hiệu tiên phong trong những lĩnh vực áp dụng khoa học công nghệ để vào xe hơi ạ. Mẫu xe S350 và độ lên phiên bản S500 này thì đang được di chuyển, tức là chạy được hơn 9 vạn km, tức là tương đương khoảng tầm hơn 90.000 km, và với cái giá bán thì vô cùng hợp lý, dao động từ trên 900 triệu một chút thôi là quý vị các bạn có thể sở hữu ngay dòng xe này rồi. Và nếu như quý vị các bạn nào có nhu cầu sở hữu các dòng xe này, hay muốn lấy lại ghế lộc của một vị bác sĩ đáng kính, thì hãy vui lòng gọi điện cho hotline của đường dây nóng của chúng tôi. Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ quý vị và các bạn. Hãy like và đăng ký kênh để chúng tôi có cơ hội được phục vụ quý vị và các bạn nhiều hơn nữa. Thay mặt những người làm chương trình, xin được gửi lời chúc sức khỏe đến quý vị và các bạn. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo. Mr. Ben mang xe hơi đến mọi gia đình.